Hằng ơi, mày có nhà không? Ủa, mày qua chơi hả? Ê, ra bờ hồ chơi tao đi, đi mình chán quá à. Thôi, cái bờ hồ đó kia nghĩa trang á, đi ban đêm mình sợ lắm. Có đâu mà sợ. Thôi, tao sợ ma lắm. Trên đời này làm gì có ma. Nhưng mà alo Hằng ơi, mày nghe tin gì chưa? Thằng Minh á, hồi nãy trên đường đi học thằng Minh bị tai nạn. Chết rồi.